Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Sau clip đi bắt ong của anh em mình thì hôm nay anh em mình lại trở về công việc chính thôi. Công việc đi bơ, đi săn đêm mà bắn cò đi anh em ơi. Cũng gần hết mùa cò rồi. Anh em mình tranh thủ đi săn đêm cho quay clip nhiều cho anh em cùng xem nha. Phục vụ cho những anh em đam mê nha anh em. Gì đó. Cả nhà coi clip của anh em mình đi săn cò, cả nhà có thấy chán không cả nhà? Có chán không dám coi chứ biết sao vậy. Chứ anh em mình chỉ mùa cò thì đi săn cò thôi, còn hết chừng nào hết mùa cò anh em sẽ làm mỹ những thứ khác cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Anh em mình sẽ kiếm những thú hay để quay cho cả nhà cùng xem tiếp tục hết mùa cò anh em cũng tiếp tục quay clip của cả nhà cùng xem thôi. Đó, rồi giờ thì cũng đi thôi cả nhà ơi. Đi thôi cả nhà. Thật biết nó về. Đi thôi cả nhà. Lớp. Bắp. Quá đẹp cả nhà ơi. Lớp. Bắp. Quá đẹp cả nhà ơi. Trời ơi, ăn ké nữa. Cánh ăn ké bắn hai gì vậy? Cánh ăn ké bắn thứ bắt thứ hai cả nhà. Bấm anh em ơi. Trời nó nổ ghê chứ. Nổ một cái bọc. Coi chừng có con ong. Với một cái phịch. Phịch nó nổi luôn. Với xuống ỉa một bãi luôn. Ôi, có ỉa không? Có nè. Phấn. Xuống ỉa chứ. Phấn hoa. Đây. Còn đây con cò xanh. À, cái mặt giống con vạc luôn cả nhà. Nhìn cái mặt giống con vạc y chang luôn. Rồi. Ngủ luôn rồi. Ngủ à? Ngủ chứ mới chết à? Ngủ. Vô giọng cả nhà. Con đầu tiên nữa cả nhà. Rồi xanh mập. Con xanh mập thù lù luôn. Nó nhỏ nhỏ chứ nó mập lắm cả nhà. Mở không? Giờ anh em mình tiếp tục hành trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nha cả nhà. Đi thôi cả nhà ơi. Quá đẹp cả nhà ơi. Để nó lộn vô xong. Trời ơi, mình đến nãy giờ cả nhà. Nay mình làm lẹ ăn đấy cái. Em tính nào? Để nó vớt xong đó. Ủa, nó vớt xong rồi quên cả nhà. Nó hẹn mất tiêu đó. Nếu như mình đúng rồi mình bay xong mình... Ừ, đúng rồi. Cái màn này không bay xong chứ mày. Bay xong mạnh, đeo chim. Nó chết tại chỗ là nó như thế nào? Trời ơi. Cắm đầu xuống á. Cắm đầu xuống rồi. Giờ anh em mình kiếm cả nhà. Kiếm được cái mình quay cho cả nhà xem nha. Thì cũng này lần vòng hơi lâu cả nhà. Anh em mình nãy giờ luồn sau một thời gian luồn tìm kiếm cũng cỡ 15 phút cả nhà. Ba người vô trong lùm lá luồn là giờ đi ra cả nhà. Kiếm được nó cả nhà ơi. Mừng quá mừng luôn. Lâu lâu anh em mình mới thấy được con cò, bắn được con cò mình phải kiếm. Chừng nào mà tới gáo mới chịu. Mừng muốn khóc luôn. Đâu cho thấy mặt em trai đó nãy giờ trốn nãy giờ. Thấy anh em mình thấy được vết máu đó mới ba kiếm được nha. Đây. Rồi. Nó chọi nó lội nó chống nhà rồi kiếm nó chết luôn. Tu lứt nữa. Bao ngược kiếm à. Trời ơi. Chui lá trước nãy giờ. Mình nãy giờ mình ăn cũng hết bịch bánh chán rồi nè cả nhà. Ôi trời ơi. Anh kiếm. Nãy giờ mình ăn hết bịch chán luôn. Ôi. Trời ơi, bắn ăn ké cái đùi. Chiến vàng. Cái đùi à? Đùi dính gớm vậy. Lúc giờ mới nói dính lúc. Đùi ghẻ không nên. Cái sao bắn đầu vậy? Sao bắn đầu ngay giữa người á? Chết luôn rồi. Chiến vàng. Cái đầu em trốn mà mày, trốn em trai. Cái đầu em bắn ngay đít á. Trời má quá trời. Chân nó gãy vậy mà nó còn lội dữ thôi. Xuyên. Nó nổ ngay chứ. Giờ anh em mình tiếp tục kiếm con cò thứ ba nha cả nhà. Hai con cả nhà. Lắm thôi. Anh em mình tới nó rồi cả nhà. Đứng tới mũi rồi sắp quên. Đổ mới lắm nè. Lắm. Rồi kéo lá vô. Kéo lá vô. 45 triệu đó bắn gốc chúng luôn chúng á. Camera thử nghiệm gốc 45 viên đầu học viên thứ hai chúng cả nhà. Viên hai gốc 90.
có nghĩa nó 45 bắn bị lọn gốc rồi. Lọn gốc 10-45 tùm lum thành gốc gì á. Lọn lại 85 rưỡi gì á. Treo à. Treo cả nhà. Đó, em chào bà lái đầu tiên cả nhà. Em chào lái luôn cả nhà. Em chào lái đầu tiên. Nào anh em mình ba con con. Em rồi. Ui, dưới cái đèn hả? Kéo lái cánh. Kéo ra luôn. Kéo đây nè, cái đây nè. Đây. Bắn ngay cái đầu. Chào bà lái. Trời ơi bà hóng. Giờ dính đây luôn rồi cả nhà. Vô vọng tiếp cả nhà. Tiếp tục thôi. Trời đất ơi, cái chớn lẹ quá, bắn hụt ỉa lại cục cứt luôn cả nhà. Dính áo luôn, gì vậy nè. Dính không? Đậu xanh tao né cái sọt luôn á. Không dính nè. Rồi kiếm cục cứt nữa ngay. Ôi ôi. Lại nhúng vô đầu. Nè, ỉa nè. Ê trời. Trời ơi, ỉa vô ghe cả nhà. Xí nó vô cái đùi mình luôn. Đẹp ghê. Ngáp luôn. Rồi, xong. Chim mình lại bỏ. Xô ra, giờ anh em mình tiếp tục đi thôi cả nhà. Cả lái chớn lẹ quá bắn không trúng này nha. Lõm. Tới luôn Thắng ơi, tới luôn. Chết rồi. Treo trên ngàn cây luôn cả nhà. Anh em mình đi nãy giờ cũng hơi xa rồi cả nhà ơi. Đỡ lại cái. Con cò nãy giờ, từ nãy giờ anh em mình đi quá xa luôn, nước dòng nó chảy quá là chảy nha. Mập á, bởi xanh quá bự luôn, quá mập luôn, rút luôn, rửa người luôn. Ok, anh em có tình thần lại cả nhà, nãy giờ anh em mình đi còn nó nhét quá nó bay không cả nhà. Rồi bỏ vô dòng rồi cả nhà, anh em mình đi tiếp cả nhà ơi. Con lép nè anh Khang. Lép lại chim tế số của tao rồi. Chim rồi. Đó, anh em mình phát hiện được con lép ngang cả nhà ơi, anh em ơi. Con lép nó ngáo ngáo rồi. Trời. Con này ăn không được nữa rồi, thôi gọi luôn. Đó. Thôi gọi luôn. Đó. Anh em đều gái anh em. Anh em mình mới đổi người xong rồi anh em mình cũng bắn đường cò lép luôn nghe anh em ơi. Giữ thì thôi nhé luôn thấy ghê. Ghê. Rồi anh em mình cũng tiếp tục rồi cả nhà. Ok, let's go. Lắm. Đúng không? Gớt. Đúng rồi, con cò. Ừ, con cò vậy. Con cò gì trời? Xong nó đánh. Gớt luôn anh em ơi. Đó, trời ơi. Cò tới số rồi. Gãy cổ luôn. Tới số rồi anh em ơi. Rồi gãy cổ luôn. Đó. Bắn, trời ơi, bắn cổ con vòng luôn. Xong nó đánh. Lên xuống. Thống dữ quá. Rồi tiếp tục anh em ơi. Nè, cả nhà mà coi mình bắn công viên mình mới cột nè. Này mình bắn rồi đạn nó bay rất là xa luôn cả nhà. Kéo tới má đằng ngoài nghe cả nhà. Với cái cụm đây. Thiệt đẹp gái thì chứ con dây không hiểu bị gì luôn nữa. Ai biết bị gì nhớ comment cho anh em mình biết nha cả nhà. Toan rồi. Toan rồi, bữa nay gì vậy? Toan rồi. Có điểm nữa rồi.